Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long Club. Lại là tôi, là Tý Long, huấn luyện viên quốc tế. Và cũng là đại sứ thương hiệu và là huấn luyện viên chính thức của thương hiệu Start toàn cầu. Và hôm nay tôi xin chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn ba cái cách bắt ngắn của đội tuyển quốc gia Trung Quốc và các ngôi sao thế giới. Họ hiện sử dụng rất hiệu quả trong thi đấu, nhưng họ chưa tiết lộ cho các bạn. Các bạn hãy cố gắng xem hết video này nhé. Và chúng ta bắt ngắn thường được huấn luyện là chúng ta tiếp xúc cái quả bóng khi quả bóng vừa nảy lên, tiếp xúc sớm. Và khi các bạn tiếp xúc sớm như vậy thì cái quả bóng nó sẽ dễ ngắn lưới và nó đi qua thấp lưới, dẫn đến đối thủ khó tấn công chúng ta. Và nếu chúng ta chờ cái quả bóng chúng ta dễ bắt ngắn, cái quả bóng nó bị nổi cao lên và đối thủ dễ tấn công chúng ta. Nhưng tại sao đội tuyển quốc gia Trung Quốc họ lại tập bắt ngắn là họ có hai cách. Lúc thì họ bắt ngắn vừa bóng khi bóng vừa nảy lên. Lúc thì họ lại chờ cái quả bóng để họ bắt ngắn. Và vì sao lại như vậy thì tôi sẽ giải thích cho các bạn. Khi thi đấu thì các bạn sẽ gặp ba dạng giao bóng của đối thủ, đó là giao bóng dài, giao bóng lửng và giao bóng ngắn gần lưới. Giao bóng dài chắc chắn thì chúng ta phải tấn công, chúng ta sẽ rất là khó và hiếm khi chúng ta sử dụng kỹ thuật bắt ngắn. Và khi đối thủ giao bóng ngắn gần sát lưới thì lúc đó chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật bắt ngắn khi cái quả bóng nó vừa nảy lên một cách rất dễ dàng qua lưới, bóng rất dễ dàng ngắn và nó thấp lưới. Nhưng khi các bạn gặp đối thủ họ giao bóng lửng, nó cái nhịp thứ hai nó sẽ rớt ở vùng cái đường trắng ở ngay mép bàn hoặc như các bạn thấy, nếu như cái quả bóng lửng, cái điểm rơi thứ hai của nó sẽ rớt ngay làn chắn cuối bàn hay là vừa lú ra khỏi bàn thì lúc đó trong tâm lý của chúng ta sẽ xuất hiện là nửa muốn tấn công hoặc là nửa muốn xử lý. Và như vậy, trong cái tình huống đó chúng ta sẽ không thể nào đưa ra quyết định là chúng ta tập trung 100% vào xử lý để chúng ta tiếp xúc khi cái quả bóng vừa nảy lên, thì chúng ta sẽ bị lấp lửng giữa hai suy nghĩ đó. Chính vì vậy, khi chúng ta xử lý, chúng ta bắt ngắn, chúng ta phải chờ cái quả bóng nó rơi xuống. Và nếu như các bạn không tập luyện bắt ngắn ở cái thời điểm trễ, thời điểm rơi như vậy, thì chắc chắn khi thi đấu chúng ta sẽ rất là khó làm, chúng ta sẽ không có cảm giác bóng. Và dẫn đến nếu như chúng ta không tấn công được, chúng ta quay lại xử lý,
thì cái quả bóng đó sẽ không có chất lượng và đối thủ sẽ dễ tấn công chúng ta. Và vừa rồi tôi đã giải thích lý do vì sao các cao thủ hàng đầu thế giới họ tập bắt ngắn, họ phải có hai cái thời điểm, lúc bắt sớm và lúc chờ bóng. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách bắt ngắn thứ hai, cái cách bắt ngắn chờ bóng rơi giống như các ngôi sao thế giới. Còn cái cách bắt ngắn thứ nhất, chúng ta bắt ngắn khi cái quả bóng vừa nảy lên, bắt sớm. Tôi có làm rất là nhiều video, các bạn có thể xem lại trong cái danh sách phát ở trên kênh YouTube của tôi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai, đó là khi cái quả bóng chạm bàn thì lúc đó các bạn xác định bóng ở đâu trên bàn, chúng ta sẽ bước cái chân phải đến vì chúng ta thực hiện kỹ thuật bắt ngắn thuận tay. Và khi đó, khi cái quả bóng bắt đầu nảy lên thì các bạn chú ý cái trọng tâm của cơ thể các bạn, lúc này thì chúng ta sẽ xoay lùi về theo cái quả bóng. Và lúc đó tay của các bạn cầm vợt phải lỏng và thật là thả lỏng mềm mại. Các bạn nhớ là giống như có cái cảm giác lùi nhẹ về theo bóng, lùi theo bóng, giống như các bạn có cảm giác phải hãm nó lại. Và lúc này cổ tay chúng ta thả lỏng, lùi nhẹ về. Và khi chúng ta quyết định chạm bóng thì các bạn thả lỏng cổ tay và có cái độ lăn choàng nhẹ ở trên cái quả bóng, đồng thời điều chỉnh cái hông và cơ thể các bạn hạ xuống để cho cái quả bóng nó vừa ngắn và vừa thấp lưới. Thì các bạn nhớ phải có cái cảm giác dính ma sát nhẹ. 1, 2. Một bước, 2 hông xoay lùi về, 3 dính hạ xuống, thả lỏng. 1, 2, 3. Cái cảm giác các bạn lùi về mềm mại, êm dịu theo quả bóng, nó giống như cái cảm giác này. Thì các bạn cần có cảm giác này khi các bạn thực hiện kỹ thuật bắt ngắn ở cái thời điểm bóng rơi, sẽ giúp cho các bạn đạt được cái hiệu quả cao nhất. Splitting on receive, Wang Chuqin. Geese splitting on receive, Wang Chuqin. Một, sớm. Hai, chờ. Và sau cái cách thứ hai thì tiếp theo cái cách thứ ba, các bạn có thể tập cái bài tập này giúp cho các bạn ứng dụng hiệu quả trong thi đấu. Nó sẽ ứng dụng tốt trong hai cái tình huống thi đấu, đó là các bạn có thể là tập, các bạn biết cái quả bóng ngắn nhưng chúng ta phải chuẩn bị chuyển cái bộ đánh trước, sau đó chúng ta mới bước vào bắt ngắn. Thì như vậy chúng ta cũng bắt ngắn cái nhịp khi bóng rơi và cái thời điểm trễ. Và các bạn lưu ý, thì khi chúng ta tập được cái thao tác này, chuyển tấn công trước, có nghĩa là chúng ta từ trạng thái cương, chúng ta muốn tấn công, sang trạng thái nhu, mềm, phòng thủ, khống chế, xử lý, thì chúng ta cần phải tập thời gian rất nhiều thì chúng ta mới cảm giác bóng tốt. Và như vậy sau khi các bạn tập thành công cái cách thứ ba này thì nó sẽ có hai ý trong thi đấu, đó là
Nếu như đối thủ giao bóng, các bạn nghĩ rằng nó sẽ lẫn, nó sẽ trôi ra khỏi bàn, các bạn muốn tấn công trước. Nhưng bất ngờ khi chúng ta thấy quả bóng ngắn, chúng ta có thể là chuyển cái trạng thái sang trạng thái nhu để xử lý, để chọn cái quả bóng tiếp theo chúng ta tấn công tốt hơn. Và cái ý thứ hai đó là nếu như cái quả bóng lửng chúng ta có thể tấn công được. Nhưng mà chúng ta có làm động tác giả, chúng ta xoay bộ chuẩn bị đánh trước. Nhưng trong cái quá trình xoay đánh trước, chúng ta thấy đối thủ họ nghĩ chúng ta chuẩn bị đánh, họ đã chuyển vị trí, họ lùi ra xa để họ chuẩn bị thủ. Thì khi đó chúng ta bắt chuyển trạng thái bắt ngắn lại thì đối thủ sẽ bị lỡ nhịp, vì đối thủ đang cái hướng họ chạy lui ra, và bất ngờ cái quả bóng ngắn thì họ sẽ khó bước lên, họ có thể bị lỗi đưa quả bóng lên cao, chúng ta dễ tấn công hoặc là họ sẽ không tấn công được chúng ta. Và ngoài hai cái tình huống vừa rồi, cũng còn một cái tình huống là biết cái quả bóng ngắn nhưng mà nhiều ngôi sao thế giới họ làm động tác giả, họ thả tay ra, họ chuẩn bị hất trước để cho đối thủ tưởng họ chuẩn bị hất tấn công. Bắt đầu đối thủ cũng chuyển bộ lùi ra xa để canh phản công lại, nhưng bất ngờ họ bắt ngắn lại thì lúc đó cũng làm cho đối thủ bị lỡ nhịp và mất bộ. It's the world number four. I think so. Và vừa rồi tôi cũng đã huấn luyện thành công cho các vận động viên của đội tuyển trẻ quốc gia Ấn Độ. Họ đang ở trình độ cao và đã thi đấu thành công ở những giải trẻ quốc tế và thế giới. Yes. 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 Okay. Yeah, to side and yeah, lose run. Và nếu các bạn có nhu cầu về tập luyện thì xin hãy đến Tỳ Long Club và tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn những kỹ thuật hiện đại, khoa học và đúng nhất, và tiết lộ cho các bạn những bí mật, chìa khóa để cho các bạn tiến bộ trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất có thể. Và nếu như các bạn có nhu cầu về dụng cụ bóng bàn, cốt vợt bóng bàn thì xin hãy nhắn tin cho tôi qua số điện thoại và ủng hộ tôi. Và các bạn đừng quên cho tôi một like, bấm share, bấm subscribe để tiếp thêm động lực cho tôi để cố gắng làm thêm nhiều video hướng dẫn tiếp theo đóng góp cho cộng đồng bóng bàn quốc tế. Và xin chào tạm biệt tất cả mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.